Biết tiêu chí đầy và đủ của dòng máy hàng que hay chưa thì bây giờ cùng em tìm hiểu tại video này nha. Hello, xin chào tất cả các anh đã đến với kênh Máy móc Việt Nam Thủ Đức nha. Hôm nay em lên cho mình hai dòng máy hàng que hiện tại đang bán chạy rất là chạy bên em luôn nha. Hai dòng máy này giá cực kỳ siêu rẻ luôn và bây giờ cùng tìm hiểu nào. Ta-da! Đây là hai dòng máy hàng que em sẽ lên cho mình. Ở đây sẽ có hai mã, mã đầu tiên sẽ là chắc rồ MMA 200 và dòng này sẽ chắc rồ ARC 200S nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái dòng máy siêu mini nhỏ gọn bên này nó sẽ thiết kế như thế nào nha. Đầu tiên về dòng máy hàng chắc rồ MMA này, các anh thấy ha, bề ngoài thiết kế mini nhỏ gọn, phía trước sẽ có màn hình hiển thị số dòng điện nè, nút chỉnh dòng cho các anh nè. Ở đây sẽ có đèn báo quá tải quá nhiệt cho mình ha. Đây là hai dắt để mình gắn kèm hàng và kèm mát giùm em luôn. Rồi, có tay cầm nè. Đây, tay cầm dễ dàng cầm sách cũng như nắm khi mà các anh trèo lên cao. Dây điện thì làm cực kỳ dài và chắc chắn cho mình ha. Phía sau sẽ có một cái quạt tản nhiệt giúp cho canh hoạt động lâu dài và bền bỉ hơn nè. Ở đây sẽ có công tắc bật nhỏ như thế này nha. Đấy. Rồi, ok ha. Đối với một cái dòng sản phẩm như thế này thì nó giúp cho canh hàng được 2 ly 5 liên tục và 3 ly 2 hỗ trợ cho canh số lượng là tầm 30 đến 40 que. Nếu như tại video này anh nào không tin con này hàng được que 3 ly 2 30 đến 40 que thì đến ngay tại cửa hàng cho em cung cấp que, cung cấp máy cho các anh đứng hàng tối thiểu tối đa là tầm 30 đến 40 que luôn. Máy không cháy, không báo QC là mua ủng hộ em nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng xem video test của cái dòng sản phẩm này để xem được cái khả năng làm việc của nó như thế nào mà hiện tại đang được rất là nhiều anh em đầu tư nha. Đối với dòng máy này không chỉ các anh có thể hàng que thường được mà hàng được cả que inox như thế này luôn nha. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đầu tiên đó là que 2 ly 5 xem khả năng làm việc như thế nào nhé. Dòng máy hàng này với khả năng ngồi lửa nhanh ít bằng phế thì anh em cảm thấy như thế nào? Rồi, đây là que 3 ly 2 và bây giờ chúng ta cùng xem khả năng làm việc của que 3 ly 2 như thế nào nha. Với 3 ly 2 mà test trên cái dòng máy hàng mini nhỏ gọn như thế này, lửa cháy rất là mượt và que cực kỳ nhạy luôn. Thì các anh em xem thử nó có đáp ứng được cái nhu cầu và các tiêu chí mà anh em mình đưa ra hay không nha. Rồi, đây là que inox thì bây giờ chúng ta cùng xem test que inox nha. Khả năng của dòng máy này khi sử dụng que inox cũng không thua kém gì những cái dòng que hàng thường, ít bắn tế, mồi lửa nhanh. Dòng máy này còn có thêm chức năng chống đỏ que hàng. Tính năng này giúp tránh tình trạng que hàng cháy quá mức, giữ cho quá trình hàng diễn ra ổn định nha. Sẽ cùng tìm hiểu phụ kiện của dòng máy hàng chắc rồ MMA 200 nha. Đi kèm cho các anh là một kẹp hàng cực kỳ dài luôn và một kẹp mát như thế này ha. Đặc biệt hơn, hiện tại đối với dòng máy hàng chắc rồ MMA 200 bên em đang có chương trình cực kỳ siêu đãi và siêu hot cho mình luôn nha. Các anh chỉ cần mua một máy sẽ được đi kèm ngay một kính hàng điện tử auto năng lượng mặt trời bảo vệ mắt cho mình ha. Đối với dòng kính này là dòng kính sử dụng vô hạn, tức là khi các anh cảm thấy nó tối đi mình có thể ra phơi nắng và mình sẽ dùng được lại và lâu dài hơn nha. Rồi, ok, ở video này em sẽ phép báo giá cho mình luôn nha. Đối với dòng máy hàng chắc rồ MMA 200 này, hiện tại bên em đang có giá là 1.750.000, đang sale cho các anh chỉ còn là 1.350.000 thôi nha. Anh nào chốt trong ngay tại video này em bao ship cho mình luôn nha. Các anh xem hết video test rồi, mình đang có thắc mắc hay câu hỏi gì cần em hỗ trợ thì các anh cứ comment lên cho em về cái dòng máy hàng siêu mini và nhỏ gọn này nha. Ta-da! Tiếp đến thì các anh em cùng em tìm hiểu dòng máy hàng chắc rồ ARC 200F này nha. Với khả năng hàng được que 2 ly 5 liên tục tới 3 ly 2 hiệu suất cực kỳ cao cho mình luôn. Thì trước khi mà các anh em cùng tìm hiểu cái khả năng làm việc cũng như là video test máy thì bây giờ cùng em tìm hiểu cân nặng của máy nha. Dòng này sẽ có cân nặng em cân luôn cả dây điện nha. Đây là 3kg hơn, nhìn vào giúp em ha. Rồi, trước khi tìm hiểu sâu hơn thì các anh sẽ nhìn vẻ bề ngoài của máy này nha ha. Có màn hình LCD rất là rộng như thế này luôn, nút chỉnh vô cực nha. Đây. Và đặc biệt hơn, những dòng máy khác sẽ không có cái nút bấm như thế này nha.
Đây, nút này có thể bấm được và tí nữa em sẽ chỉ cho các anh nút này nó có khả năng làm gì nha. Ở đây sẽ có những cái chức năng chính cho mình nè, que nè, mồi lửa nhanh nè, bộ hồ quan, lai tích và VRD này rất là quan trọng nha. Con này là chức năng chống giật cho mình để an toàn cho người sử dụng. Đương nhiên thì mấy hàng nào chả có công tắc đúng không? Có công tắc sau sử dụng, ở đây thiết kế một cái công tắc rất là chắc chắn cho mình luôn. Có quạt tản nhiệt cực kỳ lớn giúp cho kênh hoạt động máy lâu dài và bền bỉ hơn nè. Tay cầm nắm thì siêu chắc chắn và dễ dàng tiện lợi di chuyển nha. Wow, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phụ kiện nha. Wow, đầu tiên thì trước mắt thì em thấy một cái để cầm mặt nạ hàng nè, chuỗi gò sỉ nè, một cái kìm hàng rất là dài và chắc chắn luôn, một kìm mát, và ở đây sẽ là đi kèm cho mình một cái mặt nạ hàng ha. Bây giờ cùng em tìm hiểu video test nha. Đây, cái dòng máy hàng này sẽ có một cái nút điều chỉnh ở đây cho các anh để mình điều chỉnh chức năng que nè, rồi chức năng bộ hồ quang nè, chức năng mồi lửa nhanh nè, lai tích nè, rồi đặc biệt là VRD chống giật nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng test que 2 ly 5 nha. Để lại cho em một comment dưới video này nha. Rồi bây giờ em sẽ phép báo giá cho mình cái dòng máy hàng chắc rồ ARC 200m này luôn nha, với mức giá hiện tại 1.750.000, đang sale cho các anh chỉ còn là 1.550.000 thôi nha. Rồi anh nào đang có nhu cầu cần một dòng máy thiết kế mini nhỏ gọn phù hợp với tiêu chí là hàng 2 ly 5 liên tục hỗ trợ 3 ly 2 với hiệu suất cao thì mình đầu tư ngay cái dòng này nha. Tức là các anh xem hết video rồi, mình xem thử là mình đang có những cái thắc mắc hay câu hỏi gì cần em hỗ trợ về hai dòng này hay không. Rồi, và hiện tại bên em có 3 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Tân, Thủ Đức và quận 12. Anh nào đang xem cái video này mà ở gần Thủ Đức thì mình có thể tới ngay tại địa chỉ bên em 753 quốc lộ 13 thì Bình Phước, quận Thủ Đức để trải nghiệm ngay hai dòng sản phẩm này để xem được cái khả năng làm việc có đáp ứng đầy và đủ cái tiêu chí của các anh đưa ra hay không nha. Rồi xem hết video rồi thì nhớ là cho em xin một lượt like và một subscribe dưới video này nha.